Xin chào tất cả mọi người. Đây là một bài tập nói tiếng Pháp. Và trong cuộc sống, đôi khi chúng ta gặp phải tình huống là điện thoại của mình hết pin. Thì mình nói, xui quá, điện thoại của tôi hết pin rồi, làm sao bây giờ? Thì nói thế nào ở trong tiếng Pháp? Ở trong tiếng Pháp, người ta nói xui quá là pas de chance. Điện thoại của tôi hết pin rồi. Mon portable n'a plus de batterie. Làm sao bây giờ? Comment faire maintenant? Cái câu hỏi comment faire maintenant chúng ta đã học ở trong một bài trước. Và bây giờ trong bài này, với câu nói là điện thoại tôi hết pin rồi, thì chúng ta sẽ tìm hiểu 3 điểm. Pas de chance là xui quá, điện thoại di động, portable và pin, battery. La chance là sự may mắn, pas de chance là không có may mắn, tức là xui. Ở đây chúng ta để ý là không phát âm ký tự ơ giữa như thế này. Người ta không phát âm mạnh là pas de chance, mà đọc nhanh là pas chance. Pas chance là không may, tức là xui. Xui quá, điện thoại của tôi hết pin rồi. Và chúng ta có những cách nói đồng nghĩa là dommage. Dommage là rất lấy làm tiếc. Và trauma là rất lấy làm tệ. Ví dụ, xui quá, chuyến bay lại bị rời, lại 2 tiếng đồng hồ, làm gì bây giờ? Chúng ta ra sân bay đúng giờ để đón một chuyến bay, nhưng mà chuyến bay đó bị rời lại 2 tiếng, tức là 2 tiếng này là hoàn toàn không biết làm cái gì, phải ngồi chờ. Xui quá, pas chance. Pas de chance, chuyến bay, mon vol, chuyến bay của tôi est retardé, mon vol est retardé de 2 heures. Chúng ta thấy động từ retardé là một loại động từ trực tiếp, tức là làm cái gì cho nó lui lại, retardé, và đây chúng ta dùng ở thể retardé, passive, thể thụ động. Retardé trong tiếng Anh chúng ta hay dùng là delay. Pas chance, mon vol est retardé de 2 heures. Làm gì bây giờ? Làm gì để cho qua 2 tiếng đồng hồ này? Comment faire? Hoặc là quoi faire? Quoi faire maintenant? Làm cái gì bây giờ? Quoi faire maintenant? Pas chance, mon vol est retardé de 2 heures. Chúng ta để ý có giấy từ đầu này. Est retardé de 2 heures. Quoi faire maintenant? Bây giờ làm cái gì? Câu số 2. Xui quá. Hôm nay cửa hàng này không mở. Chúng ta tới một cái cửa hàng gì đó để tìm hàng hóa. Nhưng mà cửa hàng hôm nay lại không mở cửa. Pas de chance. Pas de chance. Cửa hàng này. Cette boutique. Hôm nay đóng cửa. Est fermé aujourd'hui. Pas chance, cette boutique est fermée aujourd'hui. Xui quá, tôi hụt chuyến tàu rồi. Chúng tôi ra nhà ga để đón tàu đi, nhưng mà tàu vừa mới đi, như vậy quả một sự không có may. Pas chance. Pas de chance. J'ai raté. Le train. J'ai raté. Raté là hụt, là đi trễ. Raté le train. J'ai raté le train. Khi chúng ta hụt một chuyến bay hay một chuyến tàu thì tùy cái loại vé. Có thể chúng ta sẽ đón chuyến đi sau, cũng có thể chúng ta mất luôn cái vé đó. Pas chance. J'ai raté le train. Vậy trong ba câu này chúng ta dùng là pas chance là một cái sự thiếu may mắn, giống như là dommage. Uổng quá, tiếc quá, hoặc là trop mal là tệ quá. Pas chance, mon vol est retardé de 2 heures. Quoi faire maintenant? Pas chance, ce boutique est fermé aujourd'hui. Pas chance, j'ai raté le train. Thì cũng giống như ở trong câu nói là xui quá, điện thoại của tôi hết pin rồi. Pas chance, mon portable n'a plus de batterie. Chúng ta lấy điện thoại ra để gọi, để sử dụng thì điện thoại không còn pin nữa. Và bây giờ chúng ta coi danh từ portable. Portable là điện thoại cầm tay và người ta nói tắt bởi vì portable là một tính từ. Bây giờ người ta biến thành danh từ. Thực sự ra là tính từ đi theo một danh từ. Danh từ đó là telephone portable. Un telephone portable, một cái điện thoại có thể mang đi chỗ này chỗ kia. Ngược lại với một điện thoại cố định, chúng ta gọi là điện thoại bàn. Un telephone fixe. Vì vậy, điện thoại là un telephone, chúng ta có điện thoại cố định, điện thoại bàn, un telephone fixe.
chúng ta có điện thoại di động hay là điện thoại cầm tay, un téléphone portable, còn có thể gọi là un téléphone mobile. Và cái điện thoại này nó có thể là có bàn phím chúng ta phải bấm, clavier, cũng có thể là loại đời mới là loại có màn hình cảm ứng, un téléphone tactile. Tactile là chúng ta lấy tay chúng ta sờ và có thể điều khiển được, không phải bấm vào các cái nút của bàn phím. Và bây giờ có một danh từ xuất phát từ tiếng Anh nhưng mà bây giờ ta dùng rất là phổ biến ở trong tiếng Pháp cũng như là trong tiếng Việt, un smartphone là điện thoại thông minh, smart là thông minh, phone là điện thoại. Và bây giờ người ta dùng rất là phổ biến, kể cả trong tiếng Việt, kể cả trong tiếng Pháp. Và sau đây là một số động từ chúng ta thường hay dùng khi chúng ta sử dụng điện thoại. Khi chúng ta sử dụng một điện thoại thì phải thuê bao, đăng ký thuê bao ở một nhà mạng, có thể là mobile phone, có thể là Vinaphone, có thể là Viettel, và đăng ký nhà mạng sous prix abonnement. Sous prix là mình ghi danh, mình ghi đăng ký ghi danh mình vào, abonnement là một cái thuê bao. Auprès d'un opérateur de communication, opérateur là một cái nhà mạng, ở đây là nhà mạng về điện thoại di động. Đăng ký thuê bao ở một nhà mạng di động, souscrire un abonnement auprès d'un opérateur de communication. Đây nhà mạng này có thể là về truyền thông, về viễn thông, có thể là di động, có thể là cố định. Chúng ta nói chung là opérateur de communication. Khi chúng ta nhấc máy lên để chúng ta gọi thì thay vì dùng động từ téléphoner, chúng ta có thể dùng động từ passer un appel téléphonique. Un appel là một cuộc gọi điện thoại, passer un appel téléphonique. Và ở trong cách nói bình dân đơn giản, chúng ta có thể dùng passer un coup de fil. Fil là sợi dây và sợi dây này là sợi dây điện thoại. Khi xưa chưa có điện thoại cầm tay, điện thoại di động thì chúng ta phải dùng điện thoại có dây, và điện thoại có dây thì là phải dùng cái dây là dây điện thoại. Như vậy passer un coup de fil là gọi điện thoại, gọi một cú điện thoại, để cách nói bình dân, familier. Và khi gọi thì chúng ta phải bấm số là composer un numéro. Composer là chúng ta nhập những cái số mà chúng ta cần để tạo ra một cái số điện thoại nào đó, gọi là composer un numéro. Và với điện thoại chúng ta có thể gửi tin nhắn, envoyer un message, một cái tin nhắn. Và bây giờ người Pháp dùng là envoyer un SMS. Un SMS là viết tắt của chữ tiếng Anh SMS. S là short, tiếng Anh short là ngắn. M là message. Và S cuối là system. Short message system là một cái hệ thống gửi tin nhắn ngắn, tức là người ta cho chúng ta gửi một số ký tự nào giới hạn, chúng ta có thể viết tràng giang đại hải cho chúng ta gửi đi, nó không có chạy. Envoyer un message, gửi tin nhắn, hoặc là envoyer un SMS. Với một cái điện thoại cầm tay, chúng ta cũng có thể đọc tin nhắn, đọc các email hay là viết email trên đó, lire et écrire des emails. Chúng ta cũng có thể chụp hình, photographier. Chúng ta có thể thu các cái video, enregistrer des vidéos. Chúng ta có thể nghe nhạc, écouter de la musique, và có thể chơi trò chơi điện tử, jouer. Jouer ở đây chúng ta viết tắt là jouer au jeu électronique. Được cài sẵn ở trên điện thoại là chúng ta có thể chơi ở trên màn hình của điện thoại. Như vậy đây, trên đây là một số các động từ chúng ta có thể dùng khi chúng ta sử dụng một điện thoại. Và sau đây là một cái thông tin chúng ta cũng nên biết. Thông tin này được đưa ra vào năm 2022. Vào năm 2022 thì theo cơ quan quốc tế về viễn thông thì trên thế giới có 8 tỷ 580 triệu thuê bao di động ở trên, và dân số lúc đó là 7 tỷ 950 triệu người, bây giờ là 8 tỷ, chúng ta cho là 8 tỷ, và cái số thuê bao bây giờ có lẽ là gần 9 tỷ. Như vậy là số thuê bao về điện thoại di động nhiều hơn là số dân. Selon l'Union internationale de télécommunication, viết tắt là UIT, plus de 8,58 milliards là tỷ d'abonnements mobiles étaient utilisés dans le monde en 2022,
Alors que la population mondiale était estimée à 7,95 milliards d'habitants au milieu de l'année, theo cơ quan quốc tế về viễn thông, thì vào năm 2022 thì có hơn 8 tỷ 580 triệu người thuê bao điện thoại di động, trong khi dân số thế giới thì được ước tính vào khoảng 7 tỷ 950 triệu người vào giữa năm. Và bây giờ con số này tao vừa mới nói là nó tới 8 tỷ rồi. Như vậy cái số điện thoại, số thuê bao điện thoại nhiều hơn là số dân. Và sau đây chúng ta tập đặt một số câu với chữ điện thoại. Tôi đang tính đổi điện thoại nhưng không biết chọn điện thoại gì. Tôi đang tính đổi. Tôi tính. Je compte changer de téléphone. Je compte changer de téléphone. Nhưng mà tôi không biết chọn điện thoại gì bây giờ. Je ne sais pas trop quoi choisir. Tôi đang tính đổi điện thoại nhưng mà tôi không biết phải chọn điện thoại nào. Je compte changer de téléphone, mais je ne sais pas trop quoi choisir. Câu số 2, điện thoại di động là một công cụ tối cần thiết cho các sinh viên bây giờ. Điện thoại di động. Les smartphones là một công cụ, sont des outils, công cụ để làm việc công ty, indispensable pour les étudiants. Các sinh viên mới đi học cần phải có điện thoại, thứ nhất là để liên lạc, thứ hai để tìm tài liệu, rất là tiện dụng. Les smartphones sont des outils indispensables pour les étudiants. Cách đây khoảng vài chục năm, điện thoại cảm ứng là một cái thứ gì đó rất là xa xỉ. Cách đây khoảng vài chục năm, quelques dizaines d'années. Cách đây khoảng vài chục năm, hai ba chục năm, quelques dizaines d'années. Thì điện thoại cảm ứng, le smartphone, điện thoại cảm ứng, le téléphone tactile. Tactile là chúng ta sờ vào, chúng ta có thể tạo ra những cái lệnh. Le téléphone tactile est quelque chose, est là một cái gì đó, est quelque chose de luxueux. Luxueux rất là xa xỉ. Il y a quelques dizaines d'années, le téléphone tactile est quelque chose de luxueux. Đây chúng ta thấy quelque chose phải có de. Và tính từ luxueux nó không đi theo cái danh từ này. Quelque chose de luxueux. Chúng ta vẫn dùng tính từ ở masculine bình thường, không theo với chữ chose. Họ không cho phép con cái họ sử dụng điện thoại trong khi ăn. Họ không cho phép. Ils ne permettent pas. Ils ne permettent pas à leurs enfants. Permettre à quelqu'un de faire quelque chose, chúng ta phải có chữ de, d'utiliser les téléphones trong các bữa ăn, pendant les repas. Họ không cho phép con cái của họ. Ils ne permettent pas à leurs enfants d'utiliser les téléphones pendant les repas. Đây chúng ta vừa mới nhắc là cấu trúc của động từ permettre là cho phép ai làm cái gì. Permettre à quelqu'un de faire quelque chose. Đó là cấu trúc của động từ permettre là cho phép. Cho phép ai làm chuyện gì. Xui quá, điện thoại của tôi hết pin rồi. Pas chance. Mon portable n'a plus de batterie. Và bây giờ chúng ta tìm hiểu danh từ batterie. Danh từ batterie được phát âm thành hai âm tiết. Chúng ta không phát âm ký tự ở giữa. Thay vì đọc là battery, thì người ta phát âm là batterie. Batterie.
Battery có những ý nghĩa như sau. Thứ nhất là một cái bộ đồ dùng cho nhà bếp, pin battery, the cuisine. Ở đây chúng ta thấy có nhiều loại nồi, nồi lớn, nồi nhỏ, nồi trung bình, có chảo, rồi các cái loại, và còn nhiều thứ nữa. Người ta đây gọi là pin battery, the cuisine. Battery có ý nghĩa là một bộ trống. Ở đây chúng ta thấy cái hình này gồm nhiều trống, trống to, trống nhỏ, rồi các cái cymbal, rất nhiều thứ để tạo ra một cái bộ trống. Và sau cùng, battery là một bộ pin. Chúng ta phân biệt đây là một cục pin. Pin là một danh từ tiếng Pháp, nhưng mà tiếng Việt Nam chúng ta cũng dùng cục pin. Và battery trong này có nhiều cục pin nối kết lại với nhau. Như vậy, battery cũng là một dụng cụ để tích trữ điện. Pin cũng là một cái dụng cụ để tích trữ điện. Nhưng mà pin là một đơn vị, một cục pin. Trong khi battery trong này có nhiều cục pin, nếu chúng ta tháo ra sẽ thấy có nhiều cục pin nó nối kết với nhau. Và pin thường thường dùng xong thì người ta vứt đi, trừ một số ít loại pin có thể sạc điện lại, trong khi battery thì không ai vứt đi hết, người ta cứ sạc lại hàng ngày như chúng ta vẫn thường làm, cho tới khi nào nó kiệt quệ, nó hư thì chúng ta mới bỏ đi, trong khi pin là hết pin thì người ta bỏ đi. Đó là sự khác biệt giữa battery và pin. Là nhưng mà trong tiếng Việt của chúng ta thì thường nói điện thoại của tôi hết pin rồi, và thực sự ra phải nói trong như trong tiếng Pháp, điện thoại của tôi không còn battery nữa. Như vậy ở đây chúng ta dùng ý nghĩa thứ ba, battery là một bộ pin có thể tái nạp điện năng sử dụng trong một số các loại máy móc, và đây là điện thoại. Ôi, điện thoại của mình hết pin rồi, hôm qua quên sạc, bây giờ phải làm sao đây? Là một người lấy điện thoại ra để mà gọi, để mà giao dịch cái chuyện gì đó thì tự nhiên thấy là hết pin, thì mình nói là hôm qua quên sạc. Chúng ta quên nói là sạc điện thoại hay là sạc pin đó, thì đó là danh từ, đó là một động từ của tiếng Pháp, charger. Charger là nạp điện. Charger nghĩa đầu tiên là chất, chất một cái gì lên cái gì, chẳng hạn charger là chất hàng hóa lên trên một cái xe tải, đây là nạp vào. Ôi, hôm qua ôi, điện thoại của tôi hết pin rồi, thì chúng ta nói là oh, je n'ai plus de, oh, je n'ai plus de batterie. Oh, je n'ai plus de batterie. Hôm qua tôi quên sạc. J'ai oublié. Động từ oublier đi với giới từ de. Tôi quên sạc de le mettre en charge. Mettre quelque chose en charge là nạp cái gì? Ở đây là cái điện thoại. Oh, je n'ai plus de batterie, là một danh từ feminine. Như ở đây chúng ta lại dùng le là bởi vì le này thay cho điện thoại. J'ai oublié de le mettre en charge. Bây giờ phải làm sao? Comment je vais faire? Tôi phải làm sao bây giờ? Tại vì muốn gọi mà điện thoại không còn pin nữa. Comment je vais faire? Thì người kia sẽ nói là bạn lấy điện thoại của tôi đi, điện thoại của tôi đang còn đầy pin. Prends le mien. Le mien là đại từ sở hữu, tức là thay, là lấy mon téléphone, thay cho là mon téléphone. Đại từ sở hữu thay cho một danh từ, và danh từ đó có một tính từ sở hữu đi trước. Và thay vì nói là prends mon téléphone, hãy lấy điện thoại của tôi, thì người ta nói bằng một đại từ prends le mien. Điện thoại của tôi đang còn đầy. Il est plein. Ở đây chúng ta hiểu ngầm plein d'électricité, nó đang còn đầy, hoặc là battery đang còn đầy. Il est plein. Vì chúng ta không hiểu theo nghĩa khác, tức là đầy đồ đạc, đầy các cái thứ khác, mà đây là đầy điện. Bạn lấy điện thoại của tôi đi, của tôi đó. Bạn lấy điện thoại của tôi đang còn đầy. Prends le mien, điện thoại của tôi cũ rồi, nhưng cục pin của nó còn trong tình trạng tốt. Tốt, nên tôi muốn giữ nó lại thêm một thời gian nữa. Điện thoại của tôi cũ rồi. Mon téléphone est vieux. Vieux là già nua. Vieux. Mon téléphone est vieux. Nhưng cục pin của nó còn trong tình trạng tốt. Cục pin của nó chúng ta lại dùng chữ battery. Mais sa batterie est encore, vẫn còn, en bon état. Mon téléphone est vieux.
Mais sa batterie est encore en bon état. Nên tôi, c'est pourquoi, chính vì thế, nó còn tốt lắm, cục pin nó đang còn giữ điện. C'est pourquoi je veux le garder. Garder là giữ lại, không có bỏ đi, không có đem cho. C'est pourquoi je veux le garder. Và câu số cùng là một câu có tính chất chuyên môn. Chúng ta cũng có thể học thêm một số từ ngữ ở trong này. Để gia tăng tuổi thọ của pin điện thoại thì người ta căn dặn chúng ta là luôn luôn giữ pin ở trong khoảng từ 30% tới 80%, nghĩa là đừng chờ cho nó hoàn toàn hết điện hoặc là sạc đầy ắp. Và đây là có một số chữ chúng ta đã biết rồi, và chúng ta học thêm một số từ ngữ mới. Để gia tăng tuổi thọ là la durée de vie. Để gia tăng, pour augmenter. Augmenter là gia tăng. Pour augmenter la durée de vie la batterie d'un téléphone. Để gia tăng tuổi thọ của cục pin của một cái điện thoại thì người ta căn dặn là luôn luôn làm cái công việc sau. Động từ căn dặn là recommander, và đây chúng ta dùng cái động từ vô nhân xưng il est recommandé. Il est recommandé de toujours, luôn luôn garder garder une charge là một cái entre 30% et 80% pour augmenter la durée de vie de la batterie d'un téléphone. Il est recommandé de, người ta khuyên chúng ta rằng, il est recommandé de toujours garder une charge, một cái mức nạp điện entre 30% et 80%, có nghĩa là c'est-à-dire de, c'est-à-dire de, đừng có chờ cho nó hoàn toàn hết điện. De ne pas attendre qu'elle, qu'elle, đây là cái nạp điện đó, qu'elle tombe à plat, tomber complètement, tức là hoàn toàn hết, complètement à plat. Đây chúng ta có chữ recommander, de thứ nhất. Người ta khuyên chúng ta là luôn luôn giữ cho cái mức sạc của nó ở trong 30 cho tới 80%, nghĩa là de thứ hai, nghĩa là đừng có để c'est-à-dire de ne pas attendre qu'elle tombe complètement, hoàn toàn à plat là hết điện hoàn toàn, complètement à plat. Và chữ de thứ hai, ni ni de la charger au maximum. Trong cái này chúng ta thấy có một vài chữ mới thôi, nhưng mà chúng ta để ý tới cái cấu trúc này. Recommander de faire quelque chose. Recommander de faire quelque chose. Ở đây chúng ta thấy có ba dưới từ đờ, tức là người ta khuyên chúng ta ba chuyện. Pour augmenter la durée de vie de la batterie d'un téléphone. Để gia tăng tuổi thọ của cái cục pin của cái điện thoại. Il est recommandé de. Thì ta khuyên chúng ta việc thứ nhất, toujours garder une charge entre 30% et 80%, luôn luôn giữ cho cái mức sạc điện ở trong khoảng từ 30 cho tới 80%. Giữ cái mức sạc điện ở trong 30 cho tới 80 này có nghĩa là gì? Có nghĩa là thứ nhất, c'est-à-dire de ne pas attendre qu'elle tombe complètement à plat, có nghĩa là khuyên chúng ta đừng có để cho cái mức sạc này nó hoàn toàn nó kiệt quệ đi. Và cái thứ hai nữa là ni de la charger au maximum, và khuyên chúng ta cũng đừng có sạc cho tới cái mức cao nhất, tức là 100%. Và trong cái khoảng này thì cái cục pin nó sẽ rất là thọ. À, xin chào tất cả mọi người.